Hello, xin chào anh em. Chào tất cả các anh em đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay nha. Và ok, thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ đổi gió một tí, nó bắt con đại chiến đỏ đen đây. Ui, cầu này bắt đen gãy đẹp luôn anh em ạ. Ui giời ơi, là tay đen gãy nào. Nay thì đổi gió tí, anh em mình chơi đại chiến đỏ đen, soi cầu bằng, bắt cầu lạp nhá. Ới giời ơi, húp luôn một tay đầu tiên anh em ơi nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn qua cho anh em trước khi là mình bắt đầu chơi. Thì anh em mình đây, có thể nhìn lên một dạng cầu như này nhá. Nhưng mà từ từ đã, xin phép anh em tay này cho đánh vào một con đỏ đi, một mờ nhẹ nhàng đi. Cầu đang đi đẹp không bắt thì lại hơi tiếc, tiền nó về tận mồm anh em. Nào, anh em có thể nhìn thấy này, đây là một dạng cầu đi, là một dạng cầu bằng đúng không? Đây là cái trên này là lịch sử cầu vị bằng. Anh em mình sẽ soi trên này. Đấy, anh em mình sẽ soi lịch sử cầu vị bằng trên này và mình sẽ bắt là soi cầu bằng và bắt cầu lạc. Đấy, mình sẽ soi cầu bằng và bắt cầu lạc. Cầu bệt thì ra gãy, cầu gãy thì ra hồi, nhưng mà tay này nó chưa hồi. Thì anh em mình phải bắt vào hồi, không bắt hồi thì không nể. Ơ thì chết mẹ, không bắt hồi đấy không nể, anh em hiểu không? Đó, ta này bắt hồi luôn. Con này thì anh em mình chơi hạn chế gấp thép nha, mình chỉ đánh vốn nhỏ thì mình gấp thép được thôi, còn vốn to thì anh em mình hạn chế gấp thép, tại vì là con này chỉ đâu đến một ô thì chỉ được cược tối thiểu 10m thôi, tối đa 10m thôi, nên là không không gấp thép được đâu. Ok, ta này múc một con đỏ này, chuẩn cầu này anh em ơi. Đấy, sớm muộn thì nó cũng hồi thôi, cầu vừa rồi đi bệt mà. Tay này thì ra cầu gãy ra thế nào mà chả hồi. Cầu này đi 21 bắt hoặc một là đi 21, hai là đi 22 và đang chiếm theo xu hướng đen nhiều, thì tay này mình sẽ bắt được một con đen vào nhẹ 1m thôi. Cược bên này thì đang hơi to này, cược bên này nó hơi to, bên đen cược to quá, anh em cược to quá. 1m Q10. Ui giời, còn ạt. Ui là cần mẹ mày may mắn làm thêm quả thống nữa gì, chán luôn anh em ạ. Mình thì mình thường thường mình sẽ không đánh ở cái phần dưới phần may mắn đó. Cầu đi 22 à, cầu đi 22 vào làm tay luôn. Mình thử cái phần là mình đánh dưới phần may mắn này xem nào, đánh 300 thử cái phần may mắn này xem nào, tại vì mình cũng không hay đánh cái phần may mắn lắm, toàn đánh ở trên. Như đánh cái may mắn thì nó chỉ là nó đã là may mắn rồi anh em. Ui tưởng mẹ mày 10 GQ thì lại được hút quả may mắn, rồi làm thêm quả đen thì lại ngon. Mẹ mày bù quả đen thì lại ngon, nhưng mà thấy chó nào nó ra được con mẹ em con át bên kia. Cày vậy cả bìu. Cầu sau bệt là bệt này. Làm quả may mắn nữa. Mày làm quả nữa. Mày. Ok, là cầu hôm nay đi hơi gãy anh em, cầu hôm nay đi hơi gãy. Đứng bảo sau bệt là bệt nữa nhá. Ủa đùi năm này. Nhưng mà không được may mắn, còn mạng cay chứ. Không được anh em ạ. Phải đôi đôi chín đổ lên thì mới được, khổ quá, nhưng mà thôi không sao, anh em mình vỡ gỡ vẫn gỡ được ở trên này. Vốn hôm nay có 44 cơ, bao nhiêu ta, đâu ba mấy, mà vốn nay có ba mấy chả nhớ nữa, tại vì hôm nay thì thằng em tôi nó đưa cho tôi là cái vốn 44 đấy, xong rồi lúc sau thì tôi lại đưa lại cho nó, xong rồi thành ra là tôi chả nhớ mấy anh em ạ, chả nhớ lắm. Ôi 456 rồi, chịu rồi, tại sao lại không 453 nhỉ? 453 thì có phải là anh em mình nhập hút rồi không? Để ra 456 rồi. Cầu đi 2, 4, 5. Đây, anh em xem này. 2, 5, 7 tay rồi. 7 tay rồi, lại vào tiếp tục một con đen nữa. Làm thử một phát may mắn em nào. Chứng tỏ là mình không may mắn thì mình mới gặp được cầu đen như này. Mình đánh cái phần may mắn thì mình lại không được may mắn. Đấy. Mình lại không được ăn cái phần may mắn tí nào. Ấy thế nhưng mà vào cầu thì lại rất là gãy nhá. Cầu vào rất là gãy, mẹ rất là khó chịu. Cầu này khả năng là chuyển cầu đi 1-1. Cầu này chuyển cầu đứt cầu đi 1-1 thì anh em mình sẽ bắt theo cầu 1-1 luôn, là tay này bắt đỏ nhá. Nhẹ 1m đấy. Đây này 200 vào phần may mắn đây này. Thử. Lần này lần thứ 3 đấy, không quá tang ba bạn đâu nhá. Không quá tang ba bạn. Đôi 10. Chết mẹ rồi, bên kia nó thùng ăn được 200.000 anh em ạ. Bên kia nó thùng nhân 3. 200 nhân 3 bao nhiêu, 600, và 600 bay mất con cũ ở trên, mất 1m7. Má cuộc đời. Đen thật sự luôn đấy. Ôi giời ơi, nhiều khi cầu kèo nó đi khó hiểu lắm anh em ạ. Bản thân mình còn không hiểu được cái cầu cơ mà. Ok. Thêm 5 lốp kia nó không được, không kịp ạ. Rồi, mút rồi. Mẹ lại làm thêm quả đưa 7 nữa, ngon luôn rồi. Ok la phết đấy chứ. Nãy giờ đánh nó cũng ok la phết rồi đấy.
Rồi con này thì mỗi lần chơi là chỉ có 30 giây thôi, thành ra là nó cũng hơi lâu. À, nó cũng hơi hơi nhanh. Đây này, bắt đen 1M. Bắt đen 1M anh em ạ. Chuẩn cầu bú không đây? Mẹ con cá to thế. Cá to quá anh em ạ. Đau nhỉ. Nào, cầu này có thể là đi một dạng cầu thôi, đi 2 3 đến đây đứt, đứt đây đi 1 2. Cầu này đi 1 2 3 rồi, bắt đỏ rồi. Còn 90 lẻ bắt phân tiếp vào phần may mắn phát nữa xem là không được nhá. 90. Ê đừng bảo ra đen xong ra may mắn nhá. Ui 1 2 3 thật. Vai cả trưởng à, bắt 90.000 vào phần bắt 90.000 vào phần may mắn nó ra thật. Mẹ cầu kèo đi đau đầu ghê đấy. Thật sự với anh em luôn, cầu kèo tôi đi đau đầu quá mất thôi ạ. Tao lại làm tiếp phần may mắn phát nữa này. Tôi đau đầu với cái cầu này quá. Chưa bao giờ mà tôi đau đầu với cái cầu như hôm nay chắc. Nó lại cần đôi quý nữa thì thôi. Ồ ôi, cầu ơi, hơi chịu thôi. Tao đố nào đánh được ấy. Tao đố vào đánh được ấy. Mày. Tao đố vào đánh được ấy. À, mày. Tôi đã bảo rồi, tôi đố nào đánh được mà lại làm năm lúc à. Tối đa mức cược của người chơi rồi. Đây này chắc cầu ăn rồi. Chuẩn chưa? Hút quả may mắn luôn, hút cả đỏ luôn, chắc cầu ăn luôn anh em. Ô ngon quá nhở. Đường này. Được này, được này, được này, được này, đường của nó này. Ồ thế này anh em mình vẫn chốt được cái lãi đúng không? Mình nhớ là cái lãi ở cái vốn của mình có ba mấy mà ta. Tôi nhớ là vốn của tôi có ba mấy mà. Hình như là mình vẫn chốt được cái lãi đấy. Tôi nhớ không nhầm. Cầu đi 22 dài quá. Quẩy đôi át luôn kìa. Ngon. Mẹ mà ngon luôn. Đôi át ông nào anh phần may mắn ngon luôn kìa. Ơi, cầu đi 22 dài quá, cái này bắt bẻ một tay đi. Làm nhẹ một tay bắt bẻ nhá. Anh em mình làm nhẹ một tay bắt bẻ đi. Thôi, chắc là chốt lại ở đây thôi. Đã, chốt lại ở đây anh em mình nghỉ thôi. Ok, được chưa anh em? Húp nhá. Nào, thì nói văn chung là hôm nay thì anh em mình chốt được cái lãi ngon nhẹ rồi đấy. Sướng quá anh em, sướng sướng mà chốt được cái lãi ngon đấy. Nếu như mà anh em nào mà chưa biết cách bắt cầu bằng của mình, soi cầu bằng bắt cầu lặp của mình ở con game bại đại chiến đỏ đen là 68 game bài, thì anh em có thể comment phía bên dưới giúp mình sẽ lên hướng dẫn chi tiết cho anh em hơn nhá. Còn giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.